Tại sao chúng tôi chọn Úc? Bởi vì Úc là một quốc gia rất là mạnh về giáo dục nói chung và công nghệ giáo dục nói riêng. Chị Hanna, không biết là cái sợi dây liên kết của chị với chủ đề đổi mới sáng tạo nói chung và công nghệ giáo dục nói riêng là gì? Để phục vụ cho một thị trường 23 triệu học sinh và khoảng hơn 1 triệu giáo viên là một quy mô đủ lớn để chúng ta cung cấp dịch vụ. Tiềm năng trong cái công nghệ là giáo dục đang cực kỳ tốt. Sắp tới nó sẽ có một cái xu hướng về công nghệ giáo dục trên thế giới, đó là về ứng dụng về trí tuệ nhân tạo, về học tập thích ứng, về phân tích dữ liệu, game hóa và cuối cùng là thực tại tăng cường và thực tại ảo. Hợp tác với các đối tác Úc là rất là thuận lợi bởi vì đối với nước Úc thì thị trường châu Á Thái Bình Dương là thị trường chiến lược quan trọng. Trong quá trình khi mà nghiên cứu về đổi mới sáng tạo thì chúng tôi thấy một trong những cái từ khóa là cốt lõi của việc thúc đẩy sáng tạo đó là tính đa dạng. Không những chỉ trong lĩnh vực EdTech thì mình nghĩ là trong ngành sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh đều có thể có rất nhiều cơ hội hợp tác và gọi vốn từ Úc. Khi chúng tôi làm công tác ươm tạo các startup và các doanh nghiệp thì một trong những điều mà chúng tôi muốn khuyến khích các bạn trẻ nghĩ đó là go global, hãy đi ra thế giới và đừng cứ tư duy là chúng ta chỉ giải quyết bài toán cho một cái thị trường 100 triệu dân. Welcome to DG Frontiers. This is a collaboration with Australia-Vietnam Leadership Dialogue. So we're gonna explore the dynamic digital landscape of Vietnam and Australia. Xin chào mừng các bạn đến với podcast DG Frontiers. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Đây là một dự án mà VietSuccess kết hợp với diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Úc Việt Australia-Vietnam Leadership Dialogue để chúng tôi thảo luận về các chủ đề liên quan đến nền kinh tế số của Úc và Việt Nam và hy vọng là hướng đến những tiềm năng về hợp tác trong tương lai trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia. Và trong tập ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được chào đón hai vị khách mời. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Trung Dũng là CEO của BK Holdings. Anh đồng thời cũng là chủ tịch của Liên minh Công nghệ Giáo dục Úc Việt và là chủ tịch của Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội Hanisa. Xin chào anh Dũng ạ. Và kế bên anh Dũng, rất vinh dự được chào đón chị Đậu Thúy Hà, hay thường được gọi là chị Hanna. Chị Hanna là co-founder và là CEO của The Online Management Training Company và chị cũng là thành viên sáng lập của Liên minh Công nghệ Giáo dục Úc Việt. Dạ, chào chị Hanna, chào anh Dũng. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều. Dạ, hôm nay thì mình nói về chủ đề liên quan đến tiềm năng hợp tác giữa Úc và Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo nói chung và công nghệ giáo dục nói riêng, rất nhiều liên quan đến lĩnh vực chị đang làm. Nhưng mà trước hết thì chắc là để hiểu rõ hơn về những gì các anh chị đang làm trong thời gian vừa qua, chắc là xin nhờ anh Dũng giới thiệu một chút về BK Holdings và những gì anh đang thực hiện liên quan đến nền kinh tế đổi mới sáng tạo. Vì không phải ai cũng biết đến BK Holdings, mặc dù đây là một cái tập đoàn đã có 15 năm trên thị trường. Những gì anh đang làm với một cái bức tranh về đổi mới sáng tạo nói chung của Việt Nam và những gì anh đang thay đổi? Cảm ơn anh Khánh. BK Holdings là một hệ thống doanh nghiệp sáng tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tập trung trong 3 lĩnh vực chính là đầu tư các tổ chức giáo dục, các trường phổ thông, trường cao đẳng nghề, học viện quốc tế, các công ty công nghệ, trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu, v.v. Và cái mảng cuối cùng là mảng đổi mới sáng tạo. Thì BK Holdings hoạt động như một cái vườn ươm, một tăng tốc và một công ty đầu tư. Chúng tôi hỗ trợ cho các startup và các công ty spin-off tập trung trong lĩnh vực là công nghệ cao. Như là anh đầu tư vào các công ty startup nhưng là không phải là quỹ đầu tư mạo hiểm. Thực ra là trong BK Holdings thì có quản lý một cái quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trong trường đại học của Việt Nam theo nghị định 38, đó là quỹ BK Fund. Chúng tôi gây dựng quỹ từ việc kêu gọi đầu tư từ những cựu sinh viên thành đạt của trường Đại học Bách khoa quay trở lại để mà hỗ trợ các bạn trẻ và các nhà nghiên cứu để đưa những sản phẩm công nghệ ra được thị trường dưới góc độ là startup hoặc là các công ty spin-off. Dạ. Không biết là sau 15 năm có mặt trên thị trường thì anh cho một cái bình luận về cái sự phát triển của cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam so với cách đây 15 năm. Hiện tại bây giờ thì cái bức tranh đó anh đang nhìn nó đang phát triển như thế nào? Có thể nói là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam thì càng ngày càng tươi sáng và phát triển mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là sau cái mốc năm 2016 là chính phủ đã quyết định là
thúc đẩy về đổi mới sáng tạo, thì cho tới nay thì cái hệ sinh thái của Việt Nam đã tương đối là hoàn chỉnh và thể hiện rõ thông qua các con số về số lượng đầu tư của các quỹ đầu tư cho các startup và các doanh nghiệp Việt. Cái thứ hai đó là chỉ số về đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng là một cái chỉ số cực kỳ tốt trên thế giới so với mức thu nhập trung bình trên đầu người. Cảm ơn Dũng, chị Hà, chị Hanna. Không biết là cái sợi dây liên kết của chị với chủ đề đổi mới sáng tạo nói chung và công nghệ giáo dục nói riêng là gì ạ? Mình thấy là đổi mới sáng tạo thì đối với tương đối nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam, ngay cả những doanh nghiệp tạm gọi là truyền thống thì nó cũng đã là một phần trong đó rồi. Vì bản thân đất nước chúng ta là một đất nước vốn là một nền kinh tế tập trung kế hoạch, và để chúng ta trở thành một nền kinh tế định hướng thị trường như bây giờ và trở thành những number one, number two trên thế giới trong rất nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như là trong xuất khẩu nông nghiệp, trong nhiều các mảng sản xuất khác, thì rõ ràng là phải đổi mới sáng tạo, bởi vì không có đổi mới sáng tạo chúng ta cũng không thể làm được tất cả những công việc đó. Thế còn từ góc độ là một công ty làm công nghệ như mình thì rõ ràng là bởi vì bản thân công nghệ thay đổi rất là nhanh, cho nên là mình muốn tiếp tục trở là một công ty công nghệ thì bản thân công ty cũng phải đổi mới sáng tạo. Thì đôi khi mọi người đều hỏi là tại sao công ty của chị Hà lại tên là online này nọ. Mình có tên công ty OMT, nó là On The Online Management Training Company, rồi sản phẩm của nó là Kids Online, School Online, Center Online. Thì mọi người đều hỏi là tại sao online nhiều quá như vậy, mà đấy là điều xảy ra trước khi có Covid, vì yeah. Đối với rất nhiều người thì Covid thì người ta mới cần online. Nhưng thực ra cái ý online trong tất cả những cái công việc bên mình làm ấy, là mình muốn thấy là khi đất nước đã sẵn sàng với cái mức độ phủ sóng Internet và thiết bị thông minh như Việt Nam từ những năm 2015, 2016 đến đây. 2015 là bởi vì lúc đấy phủ sóng 4G tương đối là toàn diện trên cả nước. Đó. Thì có một cái nền tảng tốt như vậy rồi thì cái chuyện mà chúng ta sử dụng cái công nghệ đó để làm những cái việc mới mà trước đây khi không có công nghệ, không có Internet, không có online không làm được ấy, thì rõ ràng là phải do người Việt mình làm. Và trong đó thì cái phần của công ty mình là mình sử dụng những nền tảng đó để làm thêm nhiều việc cho ngành giáo dục. Và nếu mà mình cũng không tự nhận là mình đổi mới sáng tạo hơn các doanh nghiệp khác, nhưng mà đối với mình, đối với công ty mình và là chắc nhiều công ty giống như bên mình, thì mình nghĩ là đổi mới sáng tạo giống như Dũng nói, nó là một phần trong những cái việc gì mình làm, mà mình không phải tự dán thêm một cái nhãn đổi mới sáng tạo lên ngực áo mình nữa. Và rất là may là mình, đúng như Dũng nói, ở trong hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam có rất rất nhiều các công ty giống như mình. Mình thì happen to be là, và mình là ở trong ngành công nghệ dành cho giáo dục, chứ còn trong các ngành khác như là trong ngành sản xuất thông minh, trong ngành nông nghiệp thông minh, các bạn cũng đang làm những việc tương tự như vậy. Và nó là một phần của những hoạt động mà các doanh nghiệp như BK Holding, BK Fund đang hỗ trợ và đang thúc đẩy. Bản thân chị đang làm một công ty về công nghệ giáo dục. Vậy thì cụ thể ở đây công ty chị đang giải quyết vấn đề gì của xã hội? Và cái ngành của chị thì cái thách thức lớn nhất là gì? Ngành giáo dục của Việt Nam mình chắc cũng giống như kiểu nhiều nước khác. Về bản chất là một ngành không nhất thiết phải đi quá nhanh, bởi vì giáo dục cần phải có một cái, nó là nền tảng của sự phát triển của xã hội nói chung. Cho nên là để đổi mới trong một cái ngành mà cần phải có sự ổn định và bền chắc như ngành giáo dục ấy, thì cần phải có một số những cái góc độ, những cái chỗ để có thể tiếp cận đi vào. Thì cái mình làm ấy, mình thấy là có thể đổi mới sáng tạo ngay lập tức, ngay trước Covid, là cái phần quản lý các cái vận hành của trường học, trường mầm non, các trường học liên cấp, các trung tâm ngoại ngữ, ngoại khóa. Vì công tác quản lý của các cái đơn vị đó cũng sẽ giống như đối với doanh nghiệp hoặc là các tổ chức thông thường bên ngoài thôi. Có rất nhiều việc có thể đổi mới luôn mà nó không ảnh hưởng gì, hoặc là thậm chí nó còn làm tốt hơn cho cái công việc chính của ngành giáo dục là cung cấp giáo dục cho thế hệ, để cho cái việc là xây dựng cái gọi là human capital, cho cái gọi là nguồn tài nguyên nhân lực của đất nước. Thì bên mình làm đúng cái việc đó, tức là mình thấy rằng công tác quản lý trong trường học, trong cơ sở giáo dục có thể làm tốt hơn bằng công nghệ. Chẳng hạn như là quản lý tuyển sinh, quản lý tài chính, quản lý thu chi, quản lý công tác thực hiện giáo dục,
tức là việc học và dạy của giáo viên mình có thể làm bằng công nghệ tốt hơn. Và đó là cái mà Kids Online, School Online, Center Online hiện nay bọn mình đang làm. Cái đó là cái giúp cho giáo viên thì có thể tập trung nhiều hơn vào công việc của thầy cô, người quản lý nhà trường, đỡ vất vả về các cái việc làm báo cáo, làm sổ sách. Và phụ huynh học sinh thì được gắn kết nhiều hơn, nhờ có công nghệ gắn kết nhiều hơn với trường học, không phải chỉ đơn thuần là thông qua một cái gọi là sổ liên lạc hoặc là sổ liên lạc điện tử, mà là nhiều hơn thế nữa. Từ cái nỗi đau của các trường trong việc công tác quản lý, thì bây giờ mình ứng dụng công nghệ số vào, các giải pháp công nghệ vào, vậy thì cái thách thức của chị để phát triển sản phẩm này ở Việt Nam là gì? Cái tiềm năng, cái ngành này của chị nó sẽ tiềm năng phát triển trong tương lai như thế nào? Mình nghĩ là bởi vì ngành giáo dục Việt Nam có một cái may mắn là có một quy mô tương đối lớn. Ở Việt Nam có, về mặt số liệu chính thức là chúng ta có 22 đến 23 triệu người học từ mầm non cho đến đại học. Đúng không Dũng nhỉ? Thì do đó quy mô để phục vụ cho một thị trường 23 triệu học sinh và khoảng hơn 1 triệu giáo viên là một quy mô đủ lớn để chúng ta cung cấp dịch vụ. Cho nên mình nghĩ đấy là cái lợi thế. Còn cái khó khăn ấy, thì ngành giáo dục là một ngành như mình nói là cần phải có một sự thận trọng. Cho nên ngay cả chuyện mà sử dụng, ứng dụng công nghệ cũng tương tự như vậy. Cần phải có những cái sự có cái sự gọi là tư duy lâu hơn, tranh luận, thảo luận, tham luận nhiều hơn rồi mới được đưa vào sử dụng. Thì ngoài ra nữa là có cái ở Việt Nam thì tuy phủ sóng Internet rất là tốt, nhưng mà thiết bị thông minh trong trường học chúng ta chưa có đủ. Chúng ta chưa có giống như ở Úc là mỗi một học sinh đến trường học sẽ có một thiết bị thông minh của em đó. Cái một cái thiết bị cho một em học sinh ấy, cái one child one laptop hoặc là one child one device, nó quan trọng cái chuyện là em đó sẽ có được một cái tài khoản riêng để có thể cá nhân hóa việc học tập của em. Thì ở Việt Nam mình chưa đạt được điều đó. Hiện nay có một số trường ngoài công lập bắt đầu là có được một thiết bị trên một học sinh, một thiết bị thông minh trên một học sinh, nhưng chưa đủ phổ rộng trên cả 22-23 triệu học sinh. Cho nên là khi chúng ta có Internet nhưng mà thiết bị chưa đầy đủ thì thực ra có rất nhiều việc để triển khai là nó đưa công nghệ vào giáo dục nó vẫn bị thiếu hụt, bị khập khiễng. Tất nhiên là việc này không thể nhanh ngay lập tức được, và vẫn có những cái giải pháp cho những cái giai đoạn trước mắt như bây giờ. Còn mình làm công tác về cung cấp các cái dịch vụ để quản lý trường học thì nó đỡ hơn, không bị ảnh hưởng quá về cái chuyện là mỗi một học sinh cần phải có một thiết bị. Còn tiềm năng thì như mình có nói là đất nước chúng ta là một đất nước tối thiểu là chúng ta có 22-23 triệu người học, chưa kể đến rất là nhiều người trẻ đang đi làm bây giờ đều đang cần phải đổi mới bản thân, cần phải cập nhật những cái kỹ năng mới, những cái gọi là upskilling. Thì mình nghĩ là thực tế số lượng người học và đang thực hiện các công việc liên quan đến học tập giáo dục phải tính đến khoảng 40-45 triệu người, và đó là một cái thị trường đủ lớn, một cái khối lượng công việc đủ lớn để cho các edtech hoặc là các đơn vị cung cấp mà giáo dục truyền thống kết hợp với công nghệ là có thể gọi là thoải mái phát triển và đưa ra những cái cách làm mới, rồi những cái gọi là bứt phá trong cung cấp giáo dục. Thì nhìn lại thì mình nghĩ là ở Úc số lượng người dùng sẽ nhỏ hơn nhiều, cho nên là về một mặt nào đấy thì chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta đang có một lợi thế vì có đủ một thị trường lớn cho giáo dục và công nghệ trong giáo dục. Anh Dũng ơi, vừa chị Hà vừa chia sẻ về một cái lĩnh vực cụ thể là EdTech, tức là công nghệ giáo dục. Trong BK Holding thì anh đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ là công nghệ giáo dục, một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trước mắt thì anh có xin anh một chút bình luận về cái lĩnh vực này. Lĩnh vực này như chị Hà có nói là cái đất để phát triển, để cơ hội còn rất nhiều. Nhưng mà không biết trong năm 15 năm vừa qua thì BK Holding có từng có cái trường hợp đặt thành công nào mà mình đầu tư vào lĩnh vực này hay không? Hoặc là cái bình luận của anh liên quan tới lĩnh vực này và cái tiềm năng của nó trong việc gọi vốn chẳng hạn. Tiềm năng trong cái công nghệ là giáo dục đang cực kỳ tốt thông qua những cái chỉ báo và những cái con số về đầu tư không chỉ ở trên thế giới mà cả ở Việt Nam. Thì sắp tới nó sẽ có một cái xu hướng về công nghệ giáo dục trên thế giới, đó là về vấn đề là ứng dụng về trí tuệ nhân tạo, về học tập thích ứng, về phân tích dữ liệu, về game hóa và cuối cùng là thực tại tăng cường và thực tại ảo. Và tất cả những cái xu hướng này đều dựa trên những cái survey, những cái khảo sát, và Việt Nam cũng không nằm ngoài trong cái guồng đó.
Thì thực ra là Beko Holdings không chỉ đầu tư vào những cái công ty về công nghệ cao, mà trong những lĩnh vực như là công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, mà còn có cả những cái đầu tư cho công nghệ giáo dục. Thì có hiện giờ thì có rất nhiều những cái ví dụ hay, ví dụ như là chúng tôi cũng đã ươm tạo và đầu tư cho một công ty là công nghệ giáo dục phục vụ cho công nghệ tài chính phục vụ cho công nghệ giáo dục. Cũng là có rất nhiều ý tưởng rất là hay cho bạn trẻ và đều thúc đẩy cho cái việc mà ứng dụng công nghệ vào trong việc hoạt động giáo dục. Ngoài cái công nghệ giáo dục, ngoài EdTech ra đó, thì anh đánh giá trong 15 năm vừa qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và những cái startup mà gọi vốn từ BK Holding chẳng hạn, thì anh thấy cái lĩnh vực nào mà Việt Nam đã làm tốt trong thời gian vừa qua mà có nhiều cái ca thành công từ những cái startup mà anh đầu tư vào? Bên cạnh EdTech thì thú thật là Việt Nam rất là mạnh trong những lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin. Bởi vì khác với các nước phát triển thì công nghệ thông tin không đòi hỏi quá nhiều đầu tư về cơ sở hạ tầng, về máy móc, thiết bị, mà chỉ cần có chất xám, mà cái đó là một cái thế mạnh của những kỹ sư trẻ của Việt Nam. Đúng là nhìn về tiềm năng thì rất là nhiều, nhưng ở đây cái gì là cái rào cản và cái nút thắt quan trọng nhất mà anh nghĩ là nếu giải quyết được thì cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mình sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa? Có thể thấy thì là các cấu phần của một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam là tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên theo cá nhân tôi thì thấy cái mối liên kết vẫn chưa đủ tốt giữa các cấu phần với nhau, và một trong những rào cản mà lớn nhất đó là vấn đề là hệ thống pháp lý chưa đi theo kịp so với cả thực tiễn. Ví dụ là những câu chuyện mà hỗ trợ cho những nhà đầu tư thoái vốn khi mà đầu tư vào những cái công ty công nghệ cao hoặc những công ty startup. Chị Hà có bình luận gì về vấn đề pháp lý này không? Về vấn đề pháp lý thì cá nhân mình là doanh nghiệp, mình cũng phải và mình cũng đã làm doanh nghiệp cá nhân từ cũng tương đối lâu rồi, thì cũng mình thấy rất nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục. Thì bây giờ là doanh nghiệp Việt Nam sung sướng hơn trước rất nhiều, chẳng hạn như vấn đề nộp thuế đấy, vấn đề làm bảo hiểm, đấy là những thứ trước đây chúng ta rất là tốn nhiều thời gian, thì bây giờ có công nghệ rồi chúng ta có thể nộp thuế online, làm bảo hiểm online. Đối với những phòng ban về trong doanh nghiệp thì nhân sự cho những cái công việc đấy thực tế là cắt giảm được tương đối nhiều. Tuy nhiên giống như là Dũng mới nói đấy, thì mình cũng thấy là nói thế thôi, chứ nếu như chúng ta nhìn sang nước Úc ấy thì chúng ta hơi tủi thân một chút, nhất là doanh nghiệp startup, bởi vì là chính phủ Úc, ngay cả đại sứ quán của Úc ở nước ngoài, cụ thể là Việt Nam, rồi thương vụ của đại sứ quán Úc tại Việt Nam, cái mức độ họ hỗ trợ cho doanh nghiệp của họ đi ra nước ngoài là rất là tốt, rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng mong là sau này ở Việt Nam mình cũng thế, các bộ ủng hộ nhiều hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tôi nghĩ là đã có ủng hộ rồi, tuy nhiên chẳng hạn như nếu chúng ta nhìn là ví dụ cụ thể là đại sứ quán Úc, thương vụ Úc làm được những cái việc gì cho doanh nghiệp họ tại Việt Nam, thì rõ ràng là phía các cơ quan của Việt Nam mình có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Chẳng hạn chúng tôi rất là khó để có thể liên hệ được với thương vụ của Việt Nam ở tại một quốc gia khác, để nếu giả sử tôi hỏi họ về thị trường EdTech ở nước đó, nếu như chúng tôi muốn sang các nước bên cạnh, thì thực ra tôi nghĩ có thể do thương vụ của Việt Nam ở các nước cũng rất là bận và có thể không đủ người. Những câu hỏi cụ thể như thế là sẽ hơi khó. Nhưng tôi cũng mong muốn là sau này bản thân các cơ quan của chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam triển khai những liên minh của doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đi ra nước ngoài, tương tự kiểu như là Liên minh Công nghệ Giáo dục Australia Việt Nam như thế này. Đây là một cái liên minh mới được thành lập và được sự hỗ trợ ủng hộ rất nhiều từ phía đại sứ quán Việt Nam, của sứ quán Úc tại Việt Nam, và phía Việt Nam mình thì có Hanisa chỗ anh Dũng là người trực tiếp hỗ trợ để thúc đẩy. Thế còn doanh nghiệp Việt Nam bây giờ rõ ràng là tham vọng không chỉ ở trong nước nữa, mà chúng ta mong muốn là đi ra phía bên ngoài, và làm điều đó không có cách gì dễ hơn bằng cái việc là được sự hỗ trợ, được sự hậu thuẫn của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là đại diện của chính phủ Việt Nam ở các nước. Thì đấy là cái mong muốn thôi, tôi không nghĩ đấy là cái khó khăn hay vướng mắc gì về mặt pháp lý cả. Trả lời có thể không đúng lắm với câu hỏi của Khánh, nhưng mà đấy là cái mong muốn. Chị trả lời dư luôn cho câu hỏi kế tiếp luôn. Thực ra em định hỏi về liên minh này, nơi mà chị là thành viên sáng lập và anh là chủ tịch. Thì cái dự án này cũng, cái cuộc trò chuyện này cũng nằm trong cái dự án mà chúng ta nói về tiềm năng giữa Úc và Việt Nam,
và đặc biệt là cái cơ hội để hai bên có thể hợp tác về một cái tương lai đổi mới sáng tạo giữa các startup, giữa chính phủ, giữa nhà đầu tư, giữa doanh nghiệp. Thì ở đây chị Hà vừa nhắc Liên minh Công nghệ Giáo dục Úc Việt, nơi anh Dũng làm chủ tịch. Thì anh Dũng có thể nói thêm một chút về cái liên minh này. Cụ thể liên minh này đang giúp mang lại cái gì cho các nhà khởi nghiệp, các nhà kinh doanh của Việt Nam và Úc? Và cái mối liên minh này nó sẽ tạo ra cơ hội gì cho nền kinh tế số của Việt Nam? Khi chúng tôi làm công tác ươm tạo các startup và các doanh nghiệp, thì một trong những điều mà chúng tôi muốn khuyến khích các bạn trẻ nghĩ đó là go global. Hãy đi ra thế giới. Và đừng cứ tư duy là chúng ta chỉ giải quyết bài toán cho một cái thị trường 100 triệu dân, mà hãy giải quyết những bài toán, những vấn đề mang tính chất toàn cầu. Một trong những ví dụ mà tại sao lại phải thúc đẩy các bạn trẻ làm việc đó, ví dụ như là quốc gia khởi nghiệp Israel thì hay là quốc gia có chỉ số đổi mới sáng tạo rất là cao, với số dân chỉ thấp hơn cả số dân của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Singapore. Thì ngay khi ban đầu những cái startup tại các quốc gia nhỏ bé đó, thì họ đã nghĩ là họ đã phải giải quyết những bài toán toàn cầu, chứ còn thị trường họ là không đủ để mà triển khai những cái business đó. Thì ở Việt Nam thì chúng tôi cũng mong muốn là các bạn trẻ cũng đừng tự thỏa mãn với cái thị trường nội địa, mà hãy đi ra thế giới. Đó chính là lý do mà Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội Hanisa đã bàn cùng với đối tác của Úc là Thương vụ Úc và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, để thành lập ra một cái liên minh để kết nối giữa hai thị trường. Chúng tôi đưa những cái startup của Việt Nam sang Úc, và ngược lại đem những startup của Úc trở lại Việt Nam. Trong quá trình khi mà nghiên cứu về đổi mới sáng tạo, thì chúng tôi thấy một trong những cái từ khóa để là cốt lõi của việc thúc đẩy sáng tạo, đó là sự tính đa dạng. Không phải là tự nhiên những quốc gia như là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hay là quốc gia Israel, họ là quốc gia khởi nghiệp, bởi vì họ là tập hợp của rất nhiều người từ những cái nền văn hóa khác nhau, có tính đa dạng, có những cái cách nhìn khác nhau. Và có rất nhiều nước người ta cũng đã hiểu được cái cốt lõi này, và họ đưa ra những cái chương trình để mà thúc đẩy tính đa dạng. Để có được đổi mới sáng tạo thì đó phải là sự giao thoa, không chỉ là công nghệ. Ở Việt Nam cứ nói đến đổi mới sáng tạo họ nghĩ đến công nghệ, không chỉ là công nghệ, nó còn phải là business, nó phải là còn kinh doanh, và thậm chí là art, technology, business và art, và cả mỹ thuật, cả nghệ thuật, và kinh doanh và công nghệ. Một cái liên minh hợp tác giữa hai quốc gia. Tại sao chúng tôi chọn Úc? Bởi vì Úc là một quốc gia mà rất là mạnh về giáo dục nói chung và công nghệ giáo dục nói riêng. Họ là một đất nước mà phát triển đã đặt một cái mục tiêu là mũi nhọn là gì? Là giáo dục, là du lịch, là nông nghiệp. Và chính vì vậy mà chúng tôi rất mong muốn là đem những startup của Úc sang khai thác với thị trường Việt Nam, hợp tác cùng với startup Việt Nam, giải quyết các bài toán Việt Nam, và ngược lại cũng đem những startup Việt Nam sang thị trường của Úc. Và thông qua cái hợp tác này thì chúng tôi có được một cái cộng đồng cùng nhau phát triển, thúc đẩy về kinh doanh không chỉ ở Việt Nam mà cả Úc. Đối với đổi mới sáng tạo thì chúng tôi không có khái niệm là thị trường cạnh tranh, mà tại sao lại dùng từ hệ sinh thái, chính là như thế, là cộng hưởng với nhau và support nhau, hỗ trợ nhau. Thực ra mô hình doanh nghiệp trong trường đại học ở trên thế giới không có gì mới. Nếu mà tính tổng doanh thu của toàn bộ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của MIT thì nó tương đương với GDP của quốc gia đứng thứ 11 trên thế giới, thì có thể khẳng định được mô hình này trên thế giới là không có gì mới. Nhưng ở Việt Nam nó lại là rất mới. Theo góc nhìn của anh Dũng thì trong những cái cơ hội mà mình có thể nhận được từ Úc, cái khía cạnh nào là có khả năng phát triển nhiều nhất? Không biết là nếu anh có thể nhớ được một cách cụ thể một cái ví dụ nào đó là thành quả từ cái liên minh này cho cái việc là startup Việt Nam sang bên đó, hoặc là startup ở Úc về Việt Nam, tức là cái những cái kết quả cụ thể từ cái liên minh này trong thời gian vừa qua, thì có cái ví dụ nào không? Thực ra thì liên minh mới thành lập cách đây vài tháng, và chúng tôi cũng đang có những cái kế hoạch để mà đưa ra những cái việc giao lưu, đem các startup cả hai phía sang tìm hiểu và thúc đẩy thị trường của nhau. Và chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình gọi là Soft Landing Program, là hỗ trợ startup ở tại hai thị trường, hỗ trợ kể cả về mặt là địa điểm, về mặt pháp lý, tư vấn, mentoring, coaching,
Và chắc chắn rằng trong thời gian tới chúng tôi tin rằng là sẽ có những cái câu chuyện thành công không chỉ là startup Việt tại Úc mà còn cả những startup Úc tại Việt Nam. Chị Hana, nãy chị có bình luận về chính phủ Úc đã hỗ trợ như thế nào, thì không biết cái góc nhìn của chị về những gì mà Úc có thể mang lại hoặc là liên minh này có thể mang lại cho những người khởi nghiệp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Như cụ thể trường hợp của OMT và Kids Online bên mình. Lấy trường hợp cụ thể của chị luôn đi. Đúng rồi, đó. Thì mình có bản thân mình muốn tham gia liên minh này bởi vì mình thấy rõ ràng là những cái việc hợp tác này nó có kết quả và nó có lợi cho cả hai bên. Trường hợp cụ thể của bên mình là trong thời gian vừa qua, trước khi tham gia vào liên minh thì là mình đã có một số hợp tác với các đối tác Úc do Đại sứ quán Úc, cụ thể là do thương vụ của thuộc Đại sứ quán Úc tại Việt Nam giới thiệu. Thì cái mình thích là bản thân cái thương hiệu của giáo dục Úc đã là một thương hiệu rất là thân thiện và rất là phổ biến ở Việt Nam. Đôi lúc mình nói du học sinh Úc, đúng thế. Và đôi lúc mình nói chuyện với các chẳng hạn như là chị Cúc Hà là một trong những người thành lập một cái trường, hệ thống trường tên là trường Hà Nội Adelaide School ở tại Hà Nội, và chị đưa cái chương trình giáo dục phổ thông của bang gọi là bang Úc, Nam Úc về Việt Nam. Thì đôi lúc mình nói là thực ra thương hiệu của giáo dục Úc là bây giờ ok, bảo chứng rồi hả? Bảo chứng rồi. Bây giờ làm thế nào để chị Hà và các bạn làm để đại đa số người Việt Nam biết là thủ đô Úc không phải là Sydney nữa thôi. Đấy là được. Đấy, một KPI rất cụ thể rõ ràng. Đấy, thì quay trở lại trường hợp của bên mình, do cái mảng mà bên mình làm việc sâu nhất là mảng làm việc với các trường mầm non ở Việt Nam. Thì ở khối mầm non ấy, bản thân bọn mình nhìn thấy ngay là có rất nhiều các ứng dụng từ các edtech của Úc có thể đưa vào Việt Nam một cách rất là phù hợp. Bởi vì thứ nhất là họ rất là thân thiện, thứ hai là rất là cập nhật, và thứ ba là các đối tác Úc làm cho cái sản phẩm edtech Úc dễ sử dụng ngay cả những đất nước, ở những đất nước mà mức độ sử dụng tiếng Anh còn tương đối là thấp như ở Việt Nam. Và đặc biệt là khối giáo dục mầm non, là các bạn có thể biết là giáo dục mầm non là chưa yêu cầu bắt buộc hoặc là thậm chí cũng chưa có cách gì để mà chúng ta phủ tiếng Anh đến được sâu rộng. Thì những cái ứng dụng của Úc, chẳng hạn như là hiện nay bọn mình đang dùng một số ứng dụng để học tiếng Anh từ Úc, Royal ABC, họ cũng là một trong các thành viên của liên minh này ở Việt Nam. Và đối tác của họ khi mình nghe mình nói chuyện là thực ra cái khó nhất khi mà để triển khai tiếng Anh dù có công nghệ hay là gì nữa ở cấp mầm non ấy là các cô giáo mầm non rất e dè trong chuyện sử dụng tiếng Anh. Thế thì lập tức họ nói là ok, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một khóa học để dạy tiếng Anh cho các cô giáo mầm non, nhưng do các cô chưa biết tiếng Anh cho nên mình sẽ làm song ngữ. À, với công nghệ thì cái chuyện mà chuyển song ngữ để chúng ta có một khóa học gọi là Massive Open Online Course, lần đầu tiên có song ngữ dành cho giáo viên mầm non và để giúp các cô là có một cái chứng chỉ của Úc để sử dụng được tiếng Anh đơn giản trong bối cảnh lớp học mầm non thôi là đã có rồi. Và cái khóa học đó hiện nay đang được rất được hưởng ứng, và cái của khóa học thì nó dài cho nên cái phần module lớn của họ, module cơ bản là do học online, thì hiện nay đang được tài trợ miễn phí. Và các cô giáo mầm non Việt Nam mình thì rất sáng tạo. Các cô không những chỉ học online mà các cô trao đổi với nhau trong giờ nghỉ giữa trưa của mỗi tuần. Các trường có thể tổ chức 2 buổi để các cô giáo tự ôn bài với nhau theo cái online, và các cô học offline với nhau để cùng nhau sử dụng tiếng Anh tốt hơn theo cái giáo án ở trên online do đối tác Úc xây dựng. Thì mình thấy đấy là một cái ví dụ mà nó rất cụ thể, rất chi tiết, rất ứng dụng được ngay và luôn ở một môi trường như ở Việt Nam. Và khi mình nói chuyện đó lại với thương vụ Úc, là báo cáo với thương vụ Úc là hiện nay chúng tôi đã tự có một cái hợp tác trong khuôn khổ này, nhưng nó không phải là cái ý đồ ban đầu mà là nó có một cái hợp tác phát sinh. Sau đó các cô giáo Việt Nam là những người dùng, họ còn làm phát sinh thêm nữa, tức là họ làm cho nó sử dụng thật được hữu hiệu hơn nữa. Thì bản thân các anh chị, các đối tác ở thương vụ Đại sứ quán Úc là rất là hào hứng, rất là thích, và họ rất là nói là ok, nếu làm thế nào đó thì chúng ta có thể gọi là nhân rộng cái việc có những cái là hoạt động mang tính chất là cụ thể và gọi là sử dụng được ngay ở trong liên minh công nghệ giáo dục Úc Việt như thế này nữa thì rất là tốt. Thì như bọn mình là mình hiện nay làm
được một số cái việc như vậy. Tất nhiên là năm nay thì do là mới cho nên là mình có cam kết là tối thiểu năm nay có 1.000 giáo viên mầm non Việt Nam đạt được chứng chỉ học trực tuyến đó. Thì hiện nay tới giờ là gần hết tháng 12 rồi, chưa đạt được. Nhưng mà thực ra on track để đạt được, bởi vì cái này tất cả những cái việc gì có công nghệ thì cái giai đoạn lúc ban đầu thường nó khó, cái gọi là early adopters ít. Nhưng khi nó đến một cái scale nhất định, chẳng hạn như là mình có 100 cô giáo mầm non học xong lấy chứng chỉ này rồi, thì từ 100 cô giáo đó viral sang để 500 cô giáo học, và từ 500 lên 1.000, cái thời gian để đạt được những cái KPI đó nó sẽ ngắn hơn rất nhiều. Đó. Thì cái đó là cái điều tuyệt vời của cái việc ứng dụng công nghệ. Thì có liên minh này thì mình nghĩ là không những chỉ một ví dụ cụ thể như là ứng dụng tiếng Anh học trực tuyến với giáo viên với chương trình của Úc ở trong một lĩnh vực nhỏ là lĩnh vực mầm non, mà còn nhiều nữa có thể sử dụng ngay được. Trong cấp độ giáo dục học đại học ấy, thì Úc cũng là một cái đối tác mà Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi được rất nhiều. Tại sao chúng ta không thể mơ đến có ngày mà các du học sinh nước ngoài tới Việt Nam để học tập, giống như là một số lượng khổng lồ các du học sinh trên toàn thế giới đổ về Úc để học tại các trường học của Úc. Thì hiện giờ thì chính phủ Úc đang có một cái dự án là Oxford Innovation để hỗ trợ về phát triển về khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức giữa hai nước. Thì với việc chuyển đổi số và việc thay đổi rất nhanh về công nghệ, thì khi mà chúng ta có được những đối tác tốt, chúng ta có thể hoàn toàn học tập, và sẽ có một ngày nào đó mà các du học sinh tại các nước Đông Nam Á thôi, hoặc là các nước châu Phi hoặc là ở châu Âu sang du học tại Việt Nam. Và tôi nghĩ là với sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi chóng mặt của ngành công nghệ giáo dục nói riêng và giáo dục nói chung, thì cái điều này hoàn toàn có thể xảy ra được nếu chúng ta kịp thời nắm bắt cơ hội. Không biết góc nhìn của chị Hà thì với những bạn đang khởi nghiệp ở Việt Nam chẳng hạn, hoặc là làm trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đang muốn nhìn liên minh này hoặc là nhìn Úc là một cái cơ hội để có thể phát triển thêm sản phẩm hoặc là phát triển thêm cái thị trường của mình, thì ở đây có những cái khoảng trống nào, có những cái cơ hội nào mà các bạn ở Việt Nam có thể nhìn vào cho cái việc là kết hợp và là một phần của liên minh này, thì những cái cơ hội nào mang lại cho các bạn, tức là ở đây là business, lĩnh vực nào Úc đang cần, hay là những dịch vụ, những sản phẩm nào mà có thể cần từ team ở Việt Nam, hay là cơ hội về nguồn nhân lực hay như thế nào, thì cụ thể hơn là cho thành viên ở Việt Nam. Lúc nãy chúng ta có nói một chút về chuyện là các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam ấy, hiện nay đang được sự quan tâm của tương đối nhiều các cái quỹ đầu tư, rồi các cái nguồn vốn đầu tư khác nhau từ trên thế giới. Và đôi khi mọi người nói đến khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp trong công nghệ, là nghĩ ngay đến Silicon Valley, và tất cả mọi hướng nhìn đều nghĩ là nhà đầu tư của mình khả năng cao là sẽ đến từ châu Mỹ. Và tôi đã thấy là có những bạn làm nhìn khác đi một chút, nhìn xa đi, nhìn về hướng khác, nhìn down under sang Úc chẳng hạn, thì các bạn lại rất là thành công. Cá nhân mình, bản chất mình cũng không phải là cựu học sinh Úc, mình là thực ra mình học ở Mỹ, nhưng mình đã nhìn thấy là không những chỉ trong lĩnh vực EdTech clearly là Úc có rất nhiều lợi thế ở khu vực này, và hợp tác với các đối tác Úc là rất là thuận lợi, bởi vì đối với nước Úc thì thị trường châu Á Thái Bình Dương là thị trường chiến lược quan trọng, và chính phủ cũng như là các doanh nghiệp là rất là nghĩ ra nhiều sản phẩm để phù hợp với ở đây. Nhưng mà còn nhiều ngành khác, nếu các mình cũng có biết nhiều các startup trong các ngành khác ngoài giáo dục, thì mình nghĩ là trong ngành sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh đều có thể có rất nhiều cơ hội để hợp tác, và hoặc là hợp tác và gọi vốn từ Úc. Nông nghiệp thông minh chắc chắn là ở Úc có nhiều những cái công nghệ lõi mà có thể có gọi là có thêm tình huống sử dụng tốt ở thị trường Việt Nam. Rồi ngay cả trong sản xuất, trong tự động hóa, trong ứng dụng robot, ứng dụng các công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường vào sản xuất ở Việt Nam, bởi vì các ngành sản xuất của Việt Nam bây giờ cũng đang mở rộng ra, nó rất nhiều ngành không truyền thống đã có mặt ở tại Việt Nam rồi, thì mình nghĩ là như vậy. Nên mình thấy là giáo dục này, nông nghiệp thông minh này, sản xuất thông minh này, thì
rõ ràng có rất nhiều cơ hội để hợp tác với Việt Nam. Và một điều nữa mà mình thấy rất là dễ để nên nghĩ đến Úc thay bằng chỉ nhìn vào mỗi Silicon Valley thôi, đó là như lúc nãy chúng ta đã nói đến Đại sứ quán Úc, Thương vụ Úc siêu thân thiện và siêu hỗ trợ. Và những cái yêu cầu cụ thể như là làm ơn tìm hộ tôi một đối tác vì tôi đang quan tâm đến Smart Agriculture trong, đừng có nói với tôi về chăn nuôi, tôi chỉ quan tâm đến trồng trọt thôi. Họ sẽ tìm được cho chúng ta một danh sách chứ không phải là chỉ một hai đối tác. Và thời gian họ trả lời là cũng tương đối nhanh. Có thể bởi vì cái nhân sự của Đại sứ quán Úc rồi Thương vụ Úc tại Việt Nam là tương đối đông và họ có thể họ cập nhật được nhiều. Và Việt Nam là một đối tác quan trọng của Úc cho nên là tôi nghĩ là không việc gì mà lại không không tận dụng những cái cơ hội kiểu như thế. Và cái con đường mà chúng ta có thể có được đối tác, có được đầu tư có thể được rút ngắn đi rất nhiều, được fast track hơn rất nhiều nếu chúng ta có một cái gọi là open request, một cái yêu cầu với Thương vụ Úc. Theo góc nhìn của anh Dũng thì trong những cái cơ hội mà mình có thể nhận được từ Úc á, ví dụ như là Úc có thể là mang vốn đầu tư sang đây, có thể là sang đây tuyển kỹ sư Việt Nam, có thể là trở thành một cái thị trường mà cho các startup Việt Nam cung cấp sản phẩm, thì trong các cơ hội đó thì anh cảm thấy cái khía cạnh nào là có khả năng phát triển nhiều nhất, có khả năng sẽ tăng trưởng nhiều nhất? Cái lĩnh vực mà tôi cảm thấy là có dư địa phát triển nhiều nhất đó chính là công nghệ giáo dục, không chỉ ở cấp bậc là phổ thông K-12 mà cả cấp bậc là giáo dục đại học về chuyển đổi số. Như tôi cũng đã nói là hiện giờ cái sự phát triển của công nghệ đã thay đổi rất nhiều nền giáo dục, và nếu mà chúng ta không nắm bắt được những cái chuyện đó thì sẽ không thể tiến kịp được, bởi vì chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được là trong vài năm nữa thôi, không đến một thập kỷ đâu, thì toàn bộ những cái một số những cái lĩnh vực về công nghệ giáo dục và giáo dục là nó đã thay đổi hoàn toàn. Thậm chí là bây giờ những cái tư duy như là phải học là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chưa chắc có sẽ phải là một cái xu thế sau này. Bây giờ thậm chí những cái công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới họ đã tuyển dụng những bạn học những cái khóa rất là ngắn online. Và với những công nghệ như tôi đã đề cập đến là về ảo hóa, về thực tại tăng cường, có thể là cái khái niệm về một trường đại học truyền thống sẽ biến mất. Và các trường đại học của Úc, ví dụ như Deakin Cloud chẳng hạn, họ là một cái ví dụ rất là rõ để thấy rằng là họ dùng công nghệ để thay đổi cả cái việc quản trị, việc dạy và học đối với giáo dục đại học như thế nào. Và đây là một cái mà tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta phải chuyển mình rất là nhanh, không chỉ là những cái cụm từ nhắc đi rất nhiều trên truyền thông, những cái từ mỹ từ rất là hay, chuyển đổi số rồi công nghệ công nghiệp 4.0 rồi kinh tế số vân vân, chúng ta nói rất nhiều nhưng chúng ta hãy hành động. Và với việc hợp tác với những đối tác hàng đầu trên thế giới về giáo dục như Úc thì chúng ta hoàn toàn có thể là cùng với đối tác để mà nắm bắt được cái cơ hội này. Tức là cụ thể là lĩnh vực công nghệ giáo dục anh thấy vẫn là tiềm năng nhất. Và cụ thể hơn cái cách hợp tác ở đây là mình sẽ công ty ở Việt Nam khai thác thị trường Úc hay là bên Úc sẽ sử dụng nguồn nhân lực của Việt Nam? Cụ thể hợp tác ở đây là hợp tác như thế nào? Theo mình nghĩ là cách hợp tác phải là win-win, phải là cả hai chiều. Chúng ta mở thị trường cho các đối tác Úc và đối tác Úc cũng phải mở thị trường cho chúng ta. Và dưới góc độ là giáo dục đại học ý, thì các nước tiên tiến bao gồm là Úc, họ đã tập trung đến cái sứ mạng thứ ba của giáo dục đại học. Không như chúng ta là hiện giờ là đang tập trung chỉ hai cái sứ mệnh đầu tiên, có ba sứ mệnh của một đại học. Thứ nhất là giáo dục, thứ hai là nghiên cứu và thứ ba là đổi mới sáng tạo. Thì cái đổi mới sáng tạo người ta gọi là cái sứ mệnh thứ ba. Những cái trường top đầu trên thế giới họ đang tập trung vào chuyện này. Đây là một cái kim tự tháp với cái đáy là giáo dục, cái thứ giữa là nghiên cứu và cái thứ ba là đổi mới sáng tạo. Và cũng hiện giờ thì giáo dục chúng ta thì chúng ta đang mới tập trung ở câu chuyện là đào tạo, tuyển sinh thật nhiều và đào tạo thu học phí. Rất ít trường nghĩ đến câu chuyện về nghiên cứu phát triển, và chỉ có một vài trường, ví dụ như Đại học Bách khoa Hà Nội, là nghĩ đến câu chuyện là đổi mới sáng tạo. Có một cái thuật ngữ rất là xu hướng hiện nay, người ta gọi là Entrepreneurial University, đại học sáng nghiệp. Thì đây là câu chuyện mà các nước tiên tiến trong đó có Úc là họ đã làm cũng là khá xa rồi, là câu chuyện về sứ mệnh thứ ba. Làm thế nào để kết nối giữa đại học và công nghiệp, doanh nghiệp,
kết nối với nhà nước theo cái triết lý gọi là triple helix, là kết nối ba nhà. Việt Nam chúng ta nói nhiều hết những thuật ngữ này, nói hàng chục năm nay rồi, nhưng mà thú thật là tôi chưa nhìn thấy là một cái hành động cụ thể nào. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là học tập, hợp tác đôi bên cùng có lợi, win-win với đối tác Úc để mà nắm bắt được xu hướng này. Nếu mà trong cái kỷ nguyên số hóa này, kinh tế số mà chúng ta không nắm bắt được thì cái lĩnh vực giáo dục và công nghệ giáo dục chúng ta sẽ bị tụt hậu, và rất là đáng tiếc nếu mà chúng ta không nhảy kịp lên được cái chuyến tàu này. Dạ, anh Dũng nói một ý rất là quan trọng, mà đúng là mô hình của Đại học Bách Khoa và BK Holding xuất phát từ Đại học Bách Khoa mà ra là mô hình cũng khá là hiếm ở Việt Nam, tức là từ xuất phát từ một cái nhà trường. Và anh nhắc tới vai trò của ba nhà, nhà trường, nhà nước và nhà doanh nghiệp. Và đúng như nói, câu chuyện bắt tay với ba nhà này mình bàn rất nhiều năm, nhưng mà để đi vào thực thi có kết quả cụ thể thì vẫn là một bài toán rất lớn. Không biết là từ phía BK Holding nói riêng hoặc là Đại học Bách Khoa nói chung thì có cái gọi là cái kinh nghiệm gì đúc kết được từ 15 năm qua làm một cái Entrepreneur University, như nó là Đại học Đổi Mới Sáng Tạo, thì cái mình có rút tỉa được kinh nghiệm gì có thể chia sẻ để những cái nhà trường khác họ có thể tham khảo, hoặc là cách mà mình quản lý mối quan hệ giữa ba nhà đó từ kinh nghiệm của mình là gì? Thực ra mô hình doanh nghiệp trong trường đại học ở trên thế giới không có gì mới. Chúng ta có thể thấy những cái mô hình tiêu biểu thành công, ví dụ như NUS Enterprise của Đại học Quốc gia Singapore, hay là Thanh Hoa Holding của Đại học Thanh Hoa Trung Quốc, hay là hệ thống doanh nghiệp của Đại học MIT của Mỹ. Nếu mà tính tổng doanh thu của toàn bộ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của MIT, của Đại học MIT của Mỹ, thì nó tương đương với GDP của quốc gia đứng thứ 11 trên thế giới. Thì có thể khẳng định được mô hình này trên thế giới là không có gì mới. Nhưng ở Việt Nam nó lại là rất mới. Cách đây 15 năm, năm 2008, thì Đại học Bách Khoa Hà Nội có trong chiến lược phát triển của mình mới nhìn nhận ra một trường khoa học công nghệ hàng đầu phải có một hệ thống doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ, và là một cái cầu nối giữa khối học thuật academic và doanh nghiệp công nghiệp và bên ngoài. Chính là cái kết nối ba nhà đó. Và một trong những cái ví dụ tiêu biểu đó là Bách Khoa cũng là trường đầu tiên có một cái quỹ đầu tư mạo hiểm BK Fund ở trong trường, là kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường. Đó là sự quay trở lại của các cựu sinh viên Bách Khoa. Họ đều là những doanh nhân thành đạt, rất là thành đạt, và họ quay trở lại không chỉ là hỗ trợ các bạn trẻ về mặt tài chính, đó là những cái đầu tư ở vốn đầu tư sớm pre-seed, mà quan trọng hơn đó là họ đem cái nhiệt huyết, cái kinh nghiệm, cái network, và thông qua những cái hoạt động như mentoring, coaching, giúp những bạn trẻ là đỡ rủi ro hơn trên một con đường khởi nghiệp đầy chông gai. Bắt đầu từ những cựu sinh viên của trường và cái quỹ đầu tư mạo hiểm ngay trong trường. Đó chính là sự kết nối giữa doanh nghiệp ở bên ngoài, nhà trường, và kèm theo là sự hỗ trợ của nhà nước. Thì cũng rất là may mắn là BK Holdings cũng được nhà nước tin tưởng giao cho những cái nhiệm vụ quốc gia, ví dụ như thực hiện những cái chương trình về đổi mới sáng tạo dưới khuôn khổ của đề án 844 của Bộ Khoa học Công nghệ, hay là cố vấn cho nhà nước trong cái chương trình đề án 1665 của Bộ Giáo dục Đào tạo, là đưa toàn bộ những cái chương trình đào tạo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phủ vào trong những cái trường đại học. Thậm chí là những cái chương trình về tư duy tài chính hay là công nghệ về STEM xuống những cái cấp độ phổ thông, để mà cung cấp đầy đủ những cái kiến thức và kỹ năng cho các bạn trẻ. Ở nước ngoài thì tôi cũng đã có dịp được tham gia hoạt động trong những cái trường đại học ở châu Âu và Nhật, thì thấy thực sự rằng những cái trường mà gọi là Entrepreneurial University ấy, thì cái After School Program, cái chương trình sau giờ học ấy, mới thực sự là lý thú. Và những cái trường mà càng phát triển thì không bao giờ là họ tắt đèn vào những cái giờ muộn cả. Và đấy mới là cái giờ sau giờ học mới là những cái giờ thú vị nhất. Nhiều khi ngồi cốt đinh. Ví dụ như là ở trường Đại học VUB của Brussels, ở Đại học Tự do Bỉ, thì có những cái khóa học về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sau giờ học, có thể là dành cho cấp độ là undergraduate, cấp độ đại học, hay là cấp độ là postgraduate, là cấp độ là thạc sĩ tiến sĩ. Và lúc đó là doanh nhân quay trở lại training. Nếu mà là dạy về đầu tư thì sẽ có một cái anh CEO của quỹ đầu tư quay trở lại
dạy về pitching, gọi vốn như thế nào thì sẽ có một anh CEO, và đó là sự kết hợp giữa nhà doanh nghiệp và nhà trường. Và lúc đó thì cái câu chuyện mà nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, cất vào ngăn kéo, hay là câu chuyện là nhân lực ra không đáp ứng được nhu cầu thị trường, nó không còn như ở người ta nữa. Bởi vì đó, họ đã kết hợp nhuần nhuyễn, họ đã đưa sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, nhà doanh nghiệp và ở trên cùng là nhà nước, là hỗ trợ về mặt thể chế, về chính sách và những cái cú hích ban đầu, những cái vốn mồi rất là nhỏ thôi. Thì cái trong bất kỳ một cái mô hình đổi mới sáng tạo thành công nào, ví dụ như Silicon Valley, hay là mô hình đổi mới sáng tạo của Phần Lan, hay mô hình đổi mới sáng tạo của Israel, thì bản chất vấn đề họ vẫn là làm được tốt cái kết nối ba nhà đấy thôi, không có gì mới cả. Quan trọng nhất là làm thế nào thôi, chứ còn về nguyên lý ai cũng biết. Anh Dũng làm em nhớ tới, không biết là vô tình hay hữu ý, mà trong những người em biết á, rất nhiều bạn làm startup founder thành công lại lúc trước học Đại học Bách khoa Hà Nội. Tức là nó có một cái mối liên kết, chứ không phải đơn giản ở đây. Tức là những cựu sinh viên mà thành công trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo thì lại có cái gì sợi dây liên kết để quay về trường, để cùng partner, để cùng đào tạo sinh viên. Thì nó có lý do cả. Tức là phải có cái đầu sản phẩm thành công ra từ cái trường đó. Nên là đây cũng là một, có thể là một cái case của Đại học Bách khoa Hà Nội mà các trường khác nếu muốn thực hiện thì thực ra là phải có những cái người tốt nghiệp từ trường mình và thành công trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, thì có thể họ sẽ là những người đầu tiên để quay trở về và đứng như nó là dạy pitching, dạy khởi nghiệp, dạy về kết nối, dạy về fundraising, thì phải có những cái kết quả cụ thể. Thì cựu sinh viên em nghĩ và thực ra là theo quan điểm của tôi ấy, thì những cái người mà đã thành công rồi ấy, khi quay trở về nói chuyện với các bạn trẻ thì họ không nói về thành công của họ mà họ nói về những thất bại. Và chính từ những cái thất bại đó thì các bạn trẻ rút được kinh nghiệm và tránh khỏi những cái thất bại đó. Chứ còn thực ra nói về thành công thì ông nào thành công rồi nói cũng hay cả. Phải nói về thất bại. Và có, trước kia thì ở hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam có một cái series talk rất là hay. Đấy là Fail Fast, Fail Smart. Thất bại nhanh thì còn hơn. Xong sớm nghỉ sớm. Làm cái khác, đúng không? Làm cái khác. Khác. Đúng rồi. Và cũng phải có những cái người mà chịu cởi mở chia sẻ những cái bài học đó thì cũng rất là đáng quý. Khi anh Dũng nói về vai trò của một trường đại học hàng đầu như là Đại học Bách khoa thực hiện cả ba cái nhiệm vụ của ba cái sứ mệnh của đại học. Ấy, thì mình cũng muốn nói thêm là trường Đại học Bách khoa còn là một trường đặc biệt ở chỗ trường có một trường phổ thông nằm trong hệ thống của trường Đại học Bách khoa là trường Tạ Quang Biểu. Và trường Tạ Quang Biểu đặc biệt không phải là bởi vì trường đấy đã xuất sắc ngay từ đầu, mà là mức độ tăng hạng và mức độ uy tín của trường Tạ Quang Biểu rất là nhanh so với tất cả các cái trường khối trường gọi là trường chuyên, trường chọn nằm trong các trường đại học khác, ví dụ như là Đại học Quốc gia. Trường Tạ Quang Biểu khi mình bắt đầu biết đến ấy, thì mình làm việc với các trường mầm non và trường phổ thông nhiều hơn, thì khi mình đến trường Tạ Quang Biểu ban đầu thì còn là một trường tương đối khiêm tốn ngay cả về chất lượng đầu vào. Chỉ trong 3 năm sau thì trường đã trở thành một trường hoàn toàn khác. Phụ huynh là phải xếp hàng và phải tìm mọi cách để có được bộ hồ sơ để được con vào. Bởi vì sao? Bởi vì trường Tạ Quang Biểu đã làm tốt một việc, đó là đưa công nghệ và đưa giáo dục về công nghệ vào trường một cách triệt để. Trường Tạ Quang Biểu theo như mình nhớ thì là trường đầu tiên ở Việt Nam, trường phổ thông đầu tiên ở Việt Nam có Fab Lab. Fab Lab trước đó chỉ có trong các trường đại học. Fab Lab của trường Tạ Quang Biểu là một Fab Lab rất là nghiêm túc. Và mình cũng là người giới thiệu một dự án về thực tế ảo, thực tế tăng cường của do UNICEF Việt Nam hỗ trợ đến Fab Lab của trường Tạ Quang Biểu, tặng trường một số thiết bị, máy tính bảng để trường có thể đưa thêm những công nghệ mà thực sự tại thời điểm đó là còn tương đối xa lạ đối với lại giáo dục phổ thông, như là thực tế ảo, thực tế tăng cường vào. Và trường đã làm việc này rất là tốt. Và mình nghĩ là cái vai trò của các trường học như lúc nãy anh Dũng có nói đấy, là trường đi đầu, thì nó cần phải đi xuống nữa trong số các cái từ cấp phổ thông, từ cấp đại học xuống đến các cấp phổ thông. Bởi vì lúc đấy học sinh từ khi còn nhỏ cảm thấy là công nghệ, thứ nhất là nó không có phải là cái chuyện gì xa lạ quá, không phải là chỉ có sinh viên vào trường Bách khoa thì mới làm công nghệ được, ai cũng làm được, thầy cô giáo cấp 1, cấp tiểu học cũng làm được, và các em học sinh phổ thông từ cấp tiểu học cho đến trung học cơ sở cũng có thể làm được, ứng dụng được công nghệ, sau đó thì là tạo ra được công nghệ. Thì
từ cái việc đấy thì mình cũng thấy là việc hợp tác với các ứng dụng giáo dục của Úc cho giáo dục ở các cấp học nhỏ là cũng là một cái cách làm nhanh để cho các trường phổ thông đưa được cái công nghệ này vào. Cụ thể như là ở trường Tạo Quang Biểu là đã ứng dụng cái chương trình của một đối tác EdTech của Úc là Makers Empire. Họ có những cái chương trình để giúp học sinh phổ thông sử dụng máy in 3D tạo ra những cái mô hình rất là vừa tầm với các con. Không nghe nói mình làm 3D nghĩ là phải là lập trình gì ghê gớm lắm, nhưng không phải. Người ta có những cách để các con chỉ cần dùng kéo thả là đã có thể sáng tạo ra được những mẫu mà in được trên 3D và có tác dụng học tập rất là tốt. Đó thì mình thấy những cái việc kết hợp giữa có một cái nôi tốt là một trường đại học ở Việt Nam hỗ trợ để trường phổ thông tự tin trong hoạt động, rồi ứng dụng những cái công nghệ đã tương đối sẵn sàng để được đưa vào ở những trường phổ thông thông thường, không phải là trường phổ thông đặc biệt hay là trường phổ thông chuyên gì như là trường Tạ Quang Biểu trước đây, thì mình nghĩ nó tạo ra những cái sản phẩm mà ứng dụng công nghệ trong giáo dục ngay và luôn. Và đấy có thể là một cái điều rất là cần thiết, bởi vì ngay và luôn tại Việt Nam bây giờ mình là cần ngay, vì mình muốn để 22, 23 triệu bạn học sinh, sinh viên trở thành những học sinh, sinh viên tự tin về công nghệ. Và đầu tiên là tự tin với tư cách là người sử dụng công nghệ, sau này là tự tin với tư cách là những người tạo ra công nghệ, rồi có thể là thậm chí là xuất khẩu công nghệ nữa. Ví dụ ở bên Thụy Sĩ chẳng hạn, họ có những nơi mà trong một thành phố họ được thử nghiệm, họ dùng tiền số, có ATM đổi tiền số ra tiền thật, dùng tiền số mua được Lamborghini là rất là thoải mái, không bị vi phạm luật pháp. Thì chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta phải có những nơi để có tạo ra được những cái policy sandbox, những cái thử nghiệm. Đổi mới sáng tạo có vẻ vẫn đang là chuyện của các cấp học cao hơn và chưa có những cái môn học để hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Nãy giờ mình nói về hai nhà là nhà doanh nghiệp và nhà trường. Em muốn hỏi một chút về nhà nước. Ở đây là góc độ là những cái gọi là những cái thảo luận mang tính chất xây dựng và những cái trông đợi từ thành phần kinh tế như đại diện như anh Dũng và chị Hà, thì mình trông đợi từ phía nhà nước ở đây, ngoài vấn đề pháp lý về thoái vốn như anh Dũng có nhắc tới từ đầu, thì ngoài vấn đề pháp lý ra thì từ phía mình thì mình sẽ trông đợi điều gì từ nhà nước và vai trò điều tiết cũng như là phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từ phía mình? Có thể nói rằng là về phía nhà nước thì nhà nước đã có rất nhiều những hành động cụ thể thông qua những cái đề án, những cái dự án hỗ trợ rất là tốt. Và nhìn vào chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam thì đang ở một cái thứ hạng mà cùng hạng với những quốc gia có thu nhập trung bình cao hơn Việt Nam rất nhiều lần. Thì có thể nói là hiện tại thì chính phủ chúng ta đang làm khá là tốt cái việc thúc đẩy về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta đổi mới hơn và đẩy nhanh những cái tốc độ thay đổi về cái thể chế luật pháp để sao cho mà thích ứng được với cái hoạt động hiện tại. Ví dụ như là gần đây chúng ta đã khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, đấy là một tín hiệu cực kỳ tốt. Có những cái ngành công nghiệp, những ngành công nghệ mới mà phải có những cái nơi thử nghiệm dưới dạng là mà sandbox thì các bạn mới dám làm. Ví dụ như những cái lĩnh vực công nghệ cao mà khá là nhạy cảm, ví dụ như là blockchain, làm về tiền số. Ví dụ ở bên Thụy Sĩ chẳng hạn, họ có những nơi mà trong một thành phố họ được thử nghiệm, họ dùng tiền số, có ATM đổi tiền số ra tiền thật, dùng tiền số mua được Lamborghini là rất là thoải mái, không bị vi phạm luật pháp. Thì chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta phải có những nơi để có tạo ra được những cái policy sandbox, những cái thử nghiệm, và để các bạn vào đấy các bạn làm được an toàn, không lo sợ là bị vi phạm vào pháp luật. Bởi vì thực ra là luật của chúng ta là không theo kịp với thực tiễn, công nghệ nó thay đổi quá nhanh, và nếu mà không có một nơi để các bạn thử nghiệm và nơi thỏa sức sáng tạo thì rất là khó. Thì hiện giờ là chúng ta cũng đang đi rất là đúng hướng. Còn cũng lúc nãy cũng tôi cũng rất là nhất trí với quan điểm của chị Hà nói về câu chuyện là về đổi mới sáng tạo, về ứng dụng công nghệ giáo dục, về giáo dục thì phải có một cái kế hoạch xuyên suốt từ K-12 lên đến giáo dục đại học. Chứ nếu mà chúng ta bây giờ chỉ đang tập trung là startup là câu chuyện của khối đại học và khối doanh nghiệp thôi thì không phải.
Và trong một cái nghiên cứu ở những cái nơi mà thành công nhất về những cái nôi về ươm tạo ra những startup thành công ấy, thì họ có một cái sự chuẩn bị rất là đầy đủ và xuyên suốt từ cấp bậc phổ thông lên đại học. Có một cái hình mô hình người ta gọi là tháp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thì cái đế tháp, cái kim tự tháp hình tam giác đó, đó là sự sáng tạo. Và ở giữa là đổi mới sáng tạo, innovation, và trên cùng là entrepreneurship. Và cái chóp đấy, muốn có một cái chóp thành công ý, thì cái đế của nó phải rất là vững chắc. Từ cấp phổ thông, từ K-12, học sinh đã phải được học về tư duy sáng tạo, đã phải học được về STEM. Rồi đến cấp bậc giáo dục đại học, các bạn đã được trang bị đầy đủ những cái kiến thức và những kỹ năng, và các bạn nhận thức được rằng là mình có phù hợp để khởi nghiệp hay không. Chứ không phải là bây giờ cứ hô rất nhiều cuộc thi, sinh viên cứ thi xong là nhận giải ầm ầm, rồi cuối cùng tất cả những startup từ những cuộc thi đó, phong trào đó, một là không tồn tại được, hai họ trở thành những startup zombie, có nghĩa là vật vờ và không bao giờ thành công cả. Thì ở nước ngoài họ có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về câu chuyện đó, xuyên suốt từ K-12 cho đến giáo dục đại học. Không biết là chị Hà có về góc độ vai trò nhà nước thì chị có bình luận gì thêm từ quan điểm của anh Dũng không? Mình nói nhiều hơn từ góc độ là ở trong lĩnh vực giáo dục nhá. Thì tương tự như Dũng nói, mình nghĩ là thực ra Việt Nam đã làm rất tốt để cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam được thăng hạng trên trường quốc tế nói chung. Nhưng mà đúng là như vậy, là ở khối giáo dục phổ thông thì đổi mới sáng tạo có vẻ vẫn đang là chuyện của các cấp học cao hơn, và đổi mới sáng tạo chưa phải là việc của chúng tôi. Bởi vì là nhất là ở trong trường học thì các thầy cô giáo chưa sẵn sàng để nói về chuyện này, và chưa có những cái môn học để hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Tất nhiên việc này nó không xảy ra ngay lập tức được, nhưng có thể cần phải có một cái sự liên kết giữa Bộ Giáo dục và các bộ ban ngành khác để hỗ trợ cái việc mà thổi cái làn gió về đưa giáo dục về đổi mới sáng tạo, giáo dục về chuyện là học sinh có thể không cần phải cứ có đủ các bằng cấp, mà hoàn toàn học sinh có thể làm những việc này việc khác. Và trong trường phổ thông, nhất là những trường công lập, việc đấy là được phép và ok, và con không bị mất điểm nếu như con bỏ môn học một cái môn nào đó mà con không muốn để con làm một dự án đổi mới sáng tạo. Thì thực ra là cần phải có một cái cơ chế, và cũng tương tự như thế, trường phổ thông cần phải có những người giúp trường làm được cái chuyện đó, chứ không đơn giản, vì mình không thể tự nắm tóc mình để nhảy lên với bậc được. Thì đúng là cái việc mà có được đổi mới sáng tạo như ở các trường học ở chẳng hạn ở Úc là ở Việt Nam mình chưa có. Có một số vài ví dụ nhưng mà còn rất là ít, chưa phải là một cái mang tính chất là đại trà. Thì rất là mong là việc nhanh và luôn việc đưa đổi mới sáng tạo vào cấp phổ thông, chắc chắn là cần có sự hợp tác giữa nhiều bộ, chứ không phải nhiều sở giáo dục và sở khoa học công nghệ, cũng như là các sở ban ngành khác ở cấp địa phương. Thì việc đó nếu có cách gì mà chúng ta đẩy nó nhanh hơn, thì tôi nghĩ là đấy là cái mà cá nhân những người như chẳng hạn như tôi hoặc là anh Dũng làm ở đây chỉ mong muốn là đấy, lúc đó là cái job của anh Dũng anh đỡ lo hơn, bởi vì cái job của anh nó có cái nguồn gọi là feeder nó tốt hơn. Để chính xác, bởi vì khi mà ở góc độ là hỗ trợ về và ươm tạo về doanh nghiệp tại cấp độ đại học thì mới thấy rằng là các bạn từ cấp độ phổ thông lên bị thiếu và yếu quá nhiều. Từ cái góc ở dưới lên nhỉ? Quá yếu. Và trong cái chỉ số về đổi mới sáng tạo thì cái chỉ số về entrepreneurship và innovation của giáo dục phổ thông là Việt Nam là rất là thấp. Năng lực của con người gồm có 3 phần. Một là kiến thức, hai là kỹ năng, và ba là thái độ, là tư duy. Thì có thể nhìn thấy rất là rõ ràng là nếu mà với cái trường công lập thì đang thiên quá nhiều về chuyện nhồi nhét kiến thức. Các bạn giải toán khó rất là giỏi, các bạn làm văn rất là đủ ý. Các trường tư thục thì các lại tập trung quá nhiều về kỹ năng, trình bày rất là tự tin, tiếng Anh rất là siêu, rồi làm các việc khác, làm bài nhóm phản biện rất là chuẩn, nhưng mà lại kiến thức lại không nặng được như cái trường công. Thì làm sao phải tìm được cái điểm mà trade-off, tức là cân bằng, để tạo ra được một cái học sinh, chân dung học sinh đầu ra rất là phù hợp. Và cái thứ ba rất là quan trọng mà hiện giờ cái đề án 1665 của Bộ Giáo dục đang làm, mặc dù khá là muộn nhưng mà có còn hơn không, đó là cung cấp một cái tư duy, một cái thái độ chuẩn để mà tiếp cận với sự sáng tạo và đổi mới sáng tạo. Nếu như ở các nước phương Tây họ có hẳn những cái học viện
gọi là Design Thinking Academy, chuyên đào tạo về những cái tư duy để dành nhau sáng tạo, thì hiện giờ là chúng ta chưa có. Chúng ta có rất nhiều cuộc thi cho sinh viên và chưa bao giờ cái từ khóa về khởi nghiệp nó lại rầm rộ như bây giờ. Trên truyền thông cứ mở TV từ sáng sớm đến tối mịt. Có rất nhiều những cái chương trình, nhưng mà khi mà chúng ta hô các em sinh viên hoặc những bạn trẻ xung phong lên mà không cung cấp đầy đủ vũ khí và áo giáp thì các bạn sẵn sàng hy sinh, sẽ bị hy sinh. Theo một cái thống kê mới đây, cũng không mới, cũng cách đây vài năm, của một chuyên gia Israel, khi khảo sát về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp ở Việt Nam, thì về ông ấy đưa ra một cái kết luận mà khá là sốc đối với những người làm nghề. Nhưng mà thực ra đối với tôi thì tôi không thấy sốc. Đó là gần 95 đến gần 100% các startup ở Việt Nam không phải là startup đổi mới sáng tạo đúng nghĩa. Đó chỉ là những cái doanh nghiệp siêu nhỏ dựa trên nền tảng số hóa để đưa ra sản phẩm và đưa ra thị trường. Cái đấy không có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì giống như câu chuyện về làm bóng đá thôi. Nếu mà muốn đội tuyển quốc gia mà thi đấu World Cup, giống như là chúng ta mong muốn có rất nhiều những cái công ty kỳ lân, thì chúng ta hãy làm từ những tuyển trẻ. Phải làm rất là bài bản và phải có hệ thống và phải có chiến lược dài hạn. Đối với giáo dục và đối với đổi mới sáng tạo thì đây là câu chuyện dài hơi, không ngày một ngày hai được. Tôi cũng có cố vấn cho rất nhiều trường đại học, và khi nhìn vào những cái kế hoạch của họ, những cái chiến lược của họ, thì nhìn hơi sốc về đổi mới sáng tạo. Họ đều mong muốn là có đến năm bao nhiêu thì có bao nhiêu nhóm sinh viên gọi được vốn đầu tư ở các quỹ đầu tư, vân vân và vân vân. Thì những câu chuyện đó là không tưởng. Phải có một sự chuẩn bị rất là bài bản, từ cấp độ phổ thông cho đến đại học, sau đại học, hệ thống doanh nghiệp, kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái như thế nào. Và trong cũng rất nhiều diễn đàn tôi cũng đã phát biểu, hiện giờ hệ sinh thái chúng ta đang thiếu một cái nhạc trưởng. Mỗi ông đang chơi một loại nhạc khác nhau. Và cái đấy là một cái mấu chốt mà chúng ta phải giải quyết được. Nhưng hệ sinh thái đầy đủ các cấu phần rồi, có các nhà rồi, có các tổ chức hỗ trợ trung gian rồi, nhưng tựu chung lại trái tim của hệ sinh thái vẫn là con người. Và để mà có những con người đúng đắn đó thì phải thông qua giáo dục. Và muốn có một cái nền giáo dục mà tốt, mà bắt kịp trong một thế giới đầy biến động VUCA như thế này, thì không thể thiếu được công nghệ giáo dục. Và chúng ta không nắm bắt được công nghệ giáo dục, không học tập được những cái nền giáo dục và công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, thì chúng ta lại trượt cái chuyến tàu. Và cái hệ sinh thái với cái trái tim mà không đủ khỏe thì tất cả những vườn tược, tưới tắm, ươm, chăm sới đều chắc chắn là sẽ không thành công. Bởi vì quan trọng nhất vẫn là hạt giống. Hạt giống ở đâu? Chính là những con người. Cảm ơn Dũng, rất đáng suy ngẫm đấy chứ. Tại vì là nuôi dưỡng phải từ gốc, mà hình như mình làm ngọn không à. Sinh viên rồi sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu nghĩ tới khởi nghiệp này kia. Còn cái gốc hình như là trước giờ chưa được khai phá hết. Một cái tư duy về đổi mới sáng tạo, một cái tinh thần khởi nghiệp. Từ bắt đầu các em bắt đầu từ nhỏ lên, và đặc biệt vào cấp 2, cấp 3 thì khơi gợi cái đó. Nãy giờ anh Dũng chia sẻ thì ra quá nhiều ý tưởng để khởi nghiệp. Cái mảnh đất mà làm giáo dục cho đổi mới sáng tạo, tại sao không, đúng không ạ? Vừa nãy Khánh có nói là cần đổi mới sáng tạo từ cấp tiểu học rồi trung học cơ sở. Thì chỗ này cho chị đính chính một chút là thực ra các ở cấp mầm non ấy có thể đổi mới sáng tạo rất là tốt. Wow, nếu mọi người xuống tới mầm non luôn. Đúng rồi, thực ra là các bạn có thể chưa để ý thôi, nhưng mà cô giáo mầm non ấy là các cô giáo đổi mới sáng tạo hàng ngày luôn. Bởi vì ngày nào các cô cũng phải tạo ra các hoạt động mới cho các con đó. Và sau khi làm việc nhiều với các cô giáo mầm non, với hơn như là những cái trường mà đang sử dụng kits online của mình thì cũng tới hơn 1.000 trường rồi, thì là mình thấy là hoàn toàn có thể, tại sao lại không, hoàn toàn có thể là đưa những cái nội dung đổi mới sáng tạo vào từ cấp học mầm non. Bởi vì là thứ nhất là như mình nói là các cô giáo mầm non là những người mà bản chất họ là những người rất là sáng tạo. Công việc yêu cầu họ ngày nào cũng nghĩ ra một cái gì đó mới để gọi là tương tác và làm đổi mới lớp học của họ. Thứ hai nữa là các em bé nhỏ là cũng bản thân các em là những bé đang có mức độ tò mò và muốn khám phá để dẫn đến đổi mới sáng tạo ấy, là rất là cao. Đấy. Thì như bên
Kids Online của mình làm việc với các đối tác Úc. Đấy thì trong chương trình của bọn mình cũng thế, mình cũng muốn đưa những yếu tố mới về giáo dục cho các cô giáo mầm non đầu tiên và trước hết. Thì khi sau khi chúng ta có những cái cuộc thảo luận như thế này rồi thì mình hoàn toàn là sẽ mong muốn là xung phong ngay cả ở cấp học mầm non nữa. Là cái nơi mà một công ty khởi nghiệp như mình có cái may mắn là có cái kết nối rất là tốt với cộng đồng giáo viên và những người nhà giáo dục ở mầm non. Thì chúng ta hoàn toàn có thể kết nối để chúng ta có một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho giáo dục bắt đầu ngay từ cấp học mầm non, và nó sẽ là một phần trong cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của quốc gia. Và ở cấp mầm non thì hoàn toàn là chúng ta có thể không những là kêu gọi sự tham gia của các cô giáo và các bé, nhưng mà cả của các bố mẹ, phụ huynh của mầm non nữa. Và điều tuyệt vời của phụ huynh mầm non Việt Nam là đại đa số là các bạn còn rất là trẻ, và bản thân các bạn cũng các bạn trẻ, thường bố mẹ mà có con học mầm non là đều sinh từ những năm 85 trở lại đây. Đối với các bạn ấy, chuyện sử dụng công nghệ với tư cách là người sử dụng không phải là cái chuyện gì mới, gần như là một phần của cuộc sống rồi. Rất nhiều điều đáng suy ngẫm, và thật sự là phải đi từ gốc. Mình nuôi dạy một con người mà muốn sau này có nhiều công ty đổi mới sáng tạo thì con người từ nhỏ là phải được khơi dưỡng cái tinh thần sáng tạo từ cấp mầm non nha. Từ cấp mầm non, coi như là nuôi dạy từ bé luôn vậy. Tôi cũng xin bổ sung thêm thông tin, bởi vì thực ra là khi mà nói về chủ đề này ở rất nhiều diễn đàn và thậm chí là cố vấn cho những dự án của nhà nước về câu chuyện là chúng ta cần phải hỗ trợ về sự sáng tạo, về sự đổi mới sáng tạo từ cấp bậc mầm non phổ thông trở lên, thì thậm chí có rất nhiều người là rất là dị ứng với từ startup. Nhưng mà bởi vì họ hiểu sai ở chỗ là chúng tôi không khuyến khích thành lập công ty hay là khởi nghiệp từ các em mầm non, mà đó là sự truyền cảm hứng về tinh thần doanh nhân, về một cái tư duy đúng đắn, về sự sáng tạo, chứ không phải là xui các em học sinh đi thành lập công ty. Thậm chí đến cấp độ sinh viên chúng tôi cũng không có mong muốn là các em hãy giống như những thần tượng là bỏ học đi để thành lập công ty khởi nghiệp. Đấy là một sự cực kỳ sai lầm. Chúng tôi đang muốn truyền bá, truyền cảm hứng về một cái tư duy đúng đắn. Và cái việc này là dựa trên những nghiên cứu khoa học đàng hoàng, chứ không phải là một cái nhận định cảm tính. Ví dụ như trước kia có một nghiên cứu, khi mà họ nghiên cứu 500 ông chủ doanh nghiệp Fortune 500 lớn nhất thế giới, thì họ mới phát hiện ra một điều rằng là 500 cái ông CEO đó đều có một lối tư duy giống nhau. Tư duy hiệu quả, tư duy thiết kế. Và làm sao chúng ta cung cấp được cái tư duy đó, huấn luyện được từ cấp độ nhỏ nhất, để khi các em lớn lên các em có một cái tư duy đúng đắn, một cái sự sáng tạo, một cái tâm thế rất là mở đối với sự thay đổi và sự sáng tạo. Thì các em có thể là những người rất là sáng tạo trong cái doanh nghiệp, trong tổ chức của mình. Có thể là corporate innovation, có thể là startup như một CEO, founder để tạo ra công ăn việc làm, tạo ra giá trị cho xã hội. Chứ không phải nhất thiết là ai cũng là mở công ty đi startup. Cái đấy là tôi phải xin bổ sung ngay và cực lực phản đối. Cuộc chơi của startup chuyên nghiệp là cuộc chơi của từ 3-5% thôi, chứ không phải là ngành startup, nhà startup và hô hào các em sinh viên là ai cũng phải đi startup đâu. Thì đó là cái xin đính chính về cái tinh thần khởi nghiệp, về sự sáng tạo và sự đổi mới. Cái đó là cái còn thiếu, cái tư duy từ tư gốc duy, chính xác. Chứ không có nghĩa là phải mở công ty. Chính xác. Một người có tư duy đổi mới sáng tạo thì họ hoàn toàn có thể Làm tốt ở bất kỳ nơi nào, lĩnh vực nào, ở trong tổ chức của họ, trong doanh nghiệp của họ. Và giờ là phải đi luôn từ gốc, từ một đứa trẻ lên. Chúng ta thì thế nào? Chúng ta cũng nói đùa thôi. Có một thời gian dài, và ngay từ khi chúng ta còn bé, chúng ta đã bị tiêm vào một cái gọi là một cái tư duy nó chưa đúng về sự làm giàu và đồng tiền. Ví dụ như là một cái concept, một cái khái niệm, một cái cách rất là cơ bản trong câu chuyện cổ tích của Việt Nam là ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai anh em, người anh rất là giàu, có, và người em là rất là nghèo khó, chấm. Và ngay lập tức là trong đầu đứa trẻ Việt Nam nó đã biết ngay là câu sau đấy là người anh là một thằng rất là tệ bạc, và thằng em là một thằng tốt bụng, người giàu luôn xấu. Người giàu luôn xấu. Đấy là câu chuyện là về mindset, là chúng ta đã có một cái mindset không đúng về business, về đồng tiền. Và vì vậy từ các cấp bậc phổ thông mầm non, chúng ta không có một cái tâm thế, một cái tư duy tài chính đúng đắn thì nó không ổn. Tôi cũng đã có kinh nghiệm là đã và đang là chủ tịch của
Junior Achievement là một tổ chức giáo dục tư duy tài chính lớn nhất thế giới tại Việt Nam. Có những cái series phim trên Cartoon Network, Cha-ching, hay là trước kia là trên V1 là có chương trình Những Đứa Trẻ Thông Thái. Thì thông qua những cái câu chuyện đó thì chúng tôi mong muốn là trẻ em Việt Nam có một cái tư duy tài chính đúng đắn và không bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện cổ tích mà nó gọi là nó thành một cái mô típ chuẩn ấy, một cái way of thinking rồi, và một cái mindset nó không đúng đắn về creativity, về innovation. Đúng là góc độ cha mẹ nó giật mình đó chứ, vì tôi phải dạy con lại và thay đổi cách dạy. Và bao lâu nay những cái hoạt động, những cái thứ mà đi vào phần ngọn chả có giải quyết được gì nếu mà cái phần gốc không có. Nếu thực sự muốn đất nước trở thành đất nước đổi mới sáng tạo như anh nói, ví dụ Israel. Cái thứ hai, họ có tính đa dạng, diversity. Họ là một loạt những cái công dân từ khắp nơi trên thế giới với các môi trường văn hóa khác nhau về lập quốc, và họ đảm bảo một cái tính đa dạng giống hệt như Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Là họ đảm bảo sự tính đa dạng. Và dưới góc độ là nhà đầu tư thì chúng tôi cũng rất là quan trọng cái tính đa dạng. Có thể nhìn thấy từ nãy chúng ta nói chuyện rất nhiều về câu chuyện về tính đa dạng, nào về Triple Helix, kết nối ba nhà là tính đa dạng. Về một cái tháp về đổi mới sáng tạo, từ sáng tạo đổi mới cho đến khởi nghiệp có tính đa dạng. Và dưới góc độ nhà đầu tư thì chúng tôi thường là invest on people hơn là invest on products. Nếu mà chúng tôi nhìn thấy một nhóm 5 thành viên mà 5 ông học bách khoa, chắc chắn là fail. Okay. Hoặc là 5 ông là 5 ông trường kinh tế quốc dân, hoặc là 5 ông trường ngoại thương là fail. Bởi vì không đảm bảo tính đa dạng. Họ phải có nhà công nghệ, nhà kinh doanh, thậm chí phải có cả nghệ sĩ trong đó. Một đất nước, ví dụ đất nước Hàn Quốc, họ có những sáng tạo dẫn dắt nhân loại về lifestyle, về movie, về music. Những cái đấy hiện giờ chúng ta chỉ mới đang nghĩ đến là technology rồi. Technology, business và art, tính đa dạng. Quá nhiều thứ để suy ngẫm. Cảm ơn anh chị. Từ đầu đến giờ mình nói khá nhiều đến những gì mà cơ hội Úc mang lại cho Việt Nam và những liên minh này. Em muốn đúc kết lại cái buổi ngày hôm nay bằng một cái chiều ngược lại nữa, bởi vì cái chương trình này cũng nhắm tới rất nhiều đối tượng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở bên Úc. Thì ở đây Việt Nam có thể mang lại gì cho những người trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Úc? Thì em muốn từ góc độ của anh chị, mỗi người mình chia sẻ một vài cái ý quan trọng là Việt Nam chúng ta có thể mang lại trên bàn này là cái gì cho cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, và những người ở Úc có thể xem đây là một cơ hội cho họ. Một từ duy nhất đó là talent, là tài năng. Đội ngũ nhân lực, kỹ sư. Còn chị Hà? Tương tự như anh Dũng nói, mình cũng nghĩ là cái talent, tài năng là cái quan trọng nhất. Và cái đấu đây, nhưng ngoài ra thì do cái talent ở Việt Nam nếu biết cách khai thác thì là một cái quy mô tương đối lớn, cho nên là dẫn đến chuyện là thị trường. Và để khai thác được cái tài những tài năng đấy thì từ chuyện là ứng dụng giáo dục, thì chẳng hạn như là các EdTech, cụ thể là các EdTech của Úc, như mình nói thì mình thấy họ có được, mình Việt Nam có thể đem lại được cho họ những cái tình huống sử dụng, những cái use case rất là tốt, rất là đặc biệt mà ở Úc, nếu chỉ trong Úc họ không có. Mình ở Việt Nam mình có quy mô lớn hơn để họ có thể để sử dụng và có thể gọi là scale up các cái công nghệ hoặc là các cái giải pháp của họ nhanh hơn. Hơn nữa là Việt Nam cũng là một nơi mà dễ để cho Úc sau khi đã thử nghiệm ở Việt Nam hoặc đi sang khu vực châu Á tiện hơn. Về mặt địa lý thì rõ ràng là Indonesia gần Úc hơn, nhưng mà mình là người Việt cho nên như thế nào đó mà mình vẫn nghĩ rằng là người Việt về tư duy có thể là sẽ gần với người Úc hơn. Ngoài ra nữa là người Việt cũng có một cộng đồng người Việt ở Úc thế hệ 1, thế hệ 2, và đó là một cộng đồng tương đối quan trọng ở Úc. Mình đã biết là một số anh chị lớn tuổi hơn mình chẳng hạn là đã hiện nay đã và đang giữ những cái vai trò quan trọng trong chính quyền, chính phủ Úc luôn. Cho nên là cái quan hệ kết nối giữa Việt Úc, Úc Việt và thông qua người Việt tại Úc và người Úc tại Việt cũng là những cái mà trước đến giờ có lẽ là chưa được khai mở nhiều. Thực ra doanh nhân là gốc người Úc, gốc Việt mà đã thành công, đang thành công ở Việt Nam có chứ không phải không, chỉ có là không nhiều và chưa nổi bật bằng như là doanh nhân Việt Kiều từ Mỹ chẳng hạn đó. Cho nên là chúng ta cần phải khai thác cái đó nhiều hơn. Chẳng hạn như trong giáo dục là bây giờ chúng ta có những cái trường rất là tốt, uy tín cao từ Úc
sang Việt Nam, và sinh viên Việt Nam rõ ràng là cái mà gọi là đem lại cái sự đa dạng rồi những cái thành tựu cho các trường đại học Úc, như là trường RMIT tại Việt Nam, hay là ở cấp phổ thông thì là hệ thống trường Hà Nội Adelaide School ở Hà Nội, rồi là như hệ thống SES, hệ thống mà đưa chương trình giáo dục phổ thông của bang Nam Úc sang dạy ở Việt Nam. Mình chỉ có chưa biết nhiều về hệ thống mầm non nào của Úc tại Việt Nam thôi, chứ còn nhìn lại thì mình thấy là Việt Nam có thể đóng góp rất nhiều theo chiều ngược lại cho Úc. Nếu mà nhà đầu tư Úc mang tiền sang đây để đầu tư và tìm kiếm những startup chất lượng hoặc là tìm kiếm những cái công ty chất lượng để hợp tác, thì trên kinh nghiệm của anh 15 năm đầu tư tại Việt Nam thì anh sẽ nói gì với họ? Không chỉ riêng các nhà đầu tư Úc mà rất nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới đã tìm đến Việt Nam, và họ cũng trên một cái tâm thế là muốn tìm kiếm những cái tài năng về công nghệ, và Việt Nam là cái điểm đến rất là phù hợp của Đông Nam Á. Vẫn là câu chuyện của tài năng. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn chị Hà rất nhiều. Có quá nhiều cái ý tưởng từ cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, cũng như những điều suy ngẫm liên quan đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đi từ gốc. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ của anh Nguyễn Trung Dũng và chị Đậu Thúy Hà. Anh Dũng thì từ CEO của BK Holdings, đồng thời cũng là chủ tịch của Liên minh Công nghệ Giáo dục Australia Úc Việt. Chị Hà thì từ một công ty Kids Online và đồng thời cũng là thành viên sáng lập của Liên minh Công nghệ Giáo dục Úc Việt. Để chúng ta hiểu được thêm về cái bức tranh của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, và đặc biệt cụ thể trong lĩnh vực EdTech, lĩnh vực công nghệ giáo dục, và thấy rằng còn một mảnh đất rất là màu mỡ, rất là tiềm năng để phát triển, để cơ hội mang lại cho những nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực này, cũng như là cơ hội để tiếp cận Liên minh Công nghệ Giáo dục Úc Việt và những cái hợp tác trong tương lai với Úc và với sự hỗ trợ nhiệt tình của chính phủ Úc và những cái tiềm năng đến từ các sự hợp tác của các doanh nghiệp và những cái cơ hội đến từ nền giáo dục của Việt Nam dành cho những nhà khởi nghiệp, bởi vì còn có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết, và đặc biệt là làm sao để thay đổi cái tư duy về đổi mới sáng tạo đến từ gốc, đến từ ngay cả cấp bậc từ mầm non chứ không chỉ là bậc đại học, thì thực sự là còn quá nhiều cơ hội ở phía trước sẽ dành cho những nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam với những ý tưởng. Và ở đây là vai trò của nhà doanh nghiệp, nhà trường và nhà nước, thì chúng ta thấy rằng là chính phủ Úc cũng như là các tổ chức liên quan, họ luôn mong muốn xem Việt Nam là một cái thị trường tiềm năng và cái cơ hội để phát triển trong tương lai là còn rất nhiều. Thì hy vọng là qua cuộc chia sẻ ngày hôm nay thì mọi người có thêm nhiều cái góc nhìn tham khảo, và nếu mà có thêm nhiều ý kiến, những câu hỏi có thể để lại bình luận trên cái video này. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các khán giả đang nghe chương trình này. Mọi người có thể bấm subscribe kênh Việt Success để theo dõi các tập tiếp theo, hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify hay là Apple Podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Đây là cuộc trò chuyện nằm trên chuỗi podcast mang tên là DG Frontiers, là một dự án hợp tác giữa Việt Success và diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Úc Việt Australia Việt Nam Leadership Dialogue, để chúng tôi muốn khắc họa và mang lại nhiều câu chuyện, nhiều chia sẻ đến từ các thành viên, các nhân vật, những người lãnh đạo doanh nghiệp, những chuyên gia ở Úc và Việt Nam, để chia sẻ về câu chuyện và những cái cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai bên trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của chương trình. Và cũng đừng quên là bấm subscribe chúng tôi, để lại email trong cái mục phía bên dưới, trong cái mục newsletter, để nhận newsletter của kênh chúng tôi vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần, để có những thông tin cập nhật nhất và giá trị nhất đến từ các nội dung trên chương trình và chia sẻ từ các lãnh đạo. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại ở tập tiếp theo của DG Frontiers trên Việt Success. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn chị Hà.